nay sẽ giới thiệu tất cả cho mình về một chiếc bàn ăn. Bàn ăn này thì hiện tại em đang được làm là bàn ăn hoa hồng, là một chất liệu gỗ hương đá. Với những dòng sản phẩm bàn ăn như này thì các bạn có thể thấy là từng cái đường nét, từng cái đường chạm trổ của những cái dòng sản phẩm bàn ghế thì nó sẽ như thế nào. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong cái năm gần đây, bởi vì đây là những cái con sản phẩm hoa hồng này. Hoa hồng này thì các bạn có thể thấy là từng cái đường đục tỉa, từng cái đường chạm bắc, từng cái đường sản phẩm mà khi đã được tạo lên một con hàng thì nó sẽ như nào. Đây là một chiếc ghế đơn này. Chiếc ghế đơn này thì hiện tại em đang được làm là hàng đục tỉa kiểu dáng hoa hồng. Hoa hồng thì trong phong thủy thì thể hiện cho sự tình yêu của đôi lứa rồi, tình yêu gia chủ rồi. Toàn bộ những cái ghế này các bạn có thể thấy là từ những đường hoàn thiện này. Hàng hoàn thiện thì thật sự ra cực kỳ mê ly trên những dòng sản phẩm này, bởi vì là nó đẹp, nó đẳng cấp, nó đỉnh cao, và kèm theo đó trang trí những cái đường viền xung quanh thật sự là đẹp cực kỳ luôn, như những cái quả ngọc hồ lô. Và kèm theo đó đây là những cái dòng sản phẩm mặt tràn. Mặt tràn em đã được làm là hàng mặt tràn giấy 3 phân. Đấy, mặt tràn giấy 3 phân và làm bằng chất liệu gỗ hương đá các bác nhá. Chân này thì đã được làm là chân 10 rồi. Chân này là chân 10 đục kiểu dáng hoa lan tây. Đó, và ở đây thì chi tiết họa tiết trang trí cực kỳ đẹp và đẳng cấp, kèm theo đó là những cái sự mê ly của những dòng sản phẩm các bác nhá. Đó, và tiếp theo đó thì sẽ không thể thiếu là một chiếc bàn rồi. Bàn này thì hiện tại em đang được làm là hàng bàn to, dài, rộng. Bàn này thì hiện tại đang được làm là bàn dài lên đến là 1m97, chiều ngang là 97 phân và toàn bộ là bàn nóng khung. Đấy, bàn này thì khuôn này em đang được làm khuôn phân rưỡi này. Đấy, mặt bàn khuôn 3. Đấy, bình thường thì những cái mặt bàn này thì nó chỉ làm là hàng khuôn khuôn 1/2 đến phân thôi. Đấy, nhưng mà riêng bàn này thì hôm nay thì làm đến phân rưỡi, dày dặn cực kỳ luôn. Và toàn bộ những cái bộ bàn ăn này thì gồm có 8 ghế các bác nhá. 8 ghế cho tất cả để mình cùng lựa chọn. Và ghế nào thì cũng là hàng mặt tràn giấy 3 phân hết. Và những cái phần chi tiết họa tiết của những dòng sản phẩm bàn ăn thì nó sẽ gồm những cái họa tiết hoa lan tây trang trí, và kèm theo đó là yếm thì cũng giấy 3 phân. Cổ chỉ thì hiện tại đây là những cái cổ chỉ hoa lan tây đẹp cực kỳ luôn. Chân này thì hiện tại em đang được làm là hàng chân đục kiểu dáng hoa lan tây, bo cong uốn dẻo cực kỳ đẹp. Với những dòng sản phẩm này thì sẽ kê với những cái không gian phòng ăn sẽ hợp thời đại, và kèm theo đó là nó sẽ đi cùng chúng ta theo thời gian, bởi vì đây là những cái con dòng sản phẩm có những cái tiện ích và tiện nghi riêng của những dòng sản phẩm này. Và đặc biệt là những cái chiếc ghế ăn thì em đang được đục là hai mặt. Đây, hai mặt cho tất cả cho mình cùng xem, hai mặt, mặt trước và mặt sau cho tất cả bác cùng xem các bác nhá. Bởi vì là mặt trước thì em đang được đục lồi và mặt sau thì được đục chìm xuống này. Đây, đẹp cực kỳ luôn. Và đảm bảo với tất cả các bác nhá, toàn bộ những con dòng sản phẩm của những chiếc bàn ăn này hoàn toàn sử dụng mộng hết các bác nhá. Đấy, mộng mạc đầy đủ cho tất cả cho mình. Và những cái bộ sản phẩm này sẽ phối hợp và cũng như là kê với diện tích cực kỳ hợp lý, và kèm theo đó là kê hợp với toàn bộ không gian phòng ăn các bác nhá. Các bác nào đã quan tâm liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại để phía dưới có màn hình rồi. Và địa chỉ cơ sở em thì đang ở đối diện công ty Hải Gia, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở thì rộng đến 10.000m² từ cổng dẫn đến cổng chị bán hàng. Và bên cơ sở em có hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp là 0% và hỗ trợ tư vấn tại nhà các bác nhá. Video của sẽ được kết thúc tại đây, và nếu mà hay các bác dành tặng cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại cho các video lần sau. Xin chào.